Đây là những kênh video truyền động lực trực tiếp nội dung từ các bài phát biểu của người nổi tiếng. Ví dụ chiếc video này của Jordan Peterson được cắt ghép lại và được đăng trên YouTube đã có hơn 800.000 lượt view chỉ trong vòng 2 tháng và trung bình kênh này kiếm về được từ 900 cho tới 14.000 đô một tháng. Và đây chính là loại nội dung video mà bạn không cần phải lộ mặt, không cần phải tự lồng tiếng hay là phải tự quay chụp gì hết, nhưng có thể sản xuất nội dung và kiếm được tiền rất là đáng để chúng ta có thể thử. Vì vậy trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn có thể tạo ra những video tương tự. Và điều đặc biệt ở đây là chúng ta sẽ sử dụng một công cụ AI mới, Vet.io, để tạo ra video với 3 bước nhanh, gọn, lẹ. Now, let's go! Và trước khi mà vào các bước thì mình muốn giải thích với các bạn liệu làm video dạng này có bị vi phạm bản quyền hay không? Vì mình lấy hình ảnh của người ta mà, đúng không? Thì như thế này, khi mà bạn dùng hình ảnh, âm nhạc hay là bất kỳ nội dung nào của người khác mà chưa xin phép theo lý thuyết thì sẽ bị phạm luật chém hết không tha. Tuy nhiên, nó có hai thể loại. Một là dính bản quyền, đặc biệt là nhạc thì khỏi bàn cãi. Vì khi mà chủ sở hữu nộp bài hát của họ lên trên YouTube thì cái con robot của YouTube nó có thể rà và quét hết các video đăng lên. Em nào mà xài hàng không chính chủ ra rìa luôn. Kiểu thứ hai, fair use, tạm dịch là ai dùng cũng được. Kiểu này được tính nếu như bạn không đăng lại video của người khác mà có biến tấu, bổ sung, sửa đổi, giống như là review nè, react nè, bình luận, thậm chí là chỉ trích thì cũng được xem là fair use, vì bạn là người tạo nội dung và đóng góp vào cái nội dung đó. Tóm lại, nhạc là dính chưởng pháp một luôn, khỏi cần bàn cãi, nên các bạn tuyệt đối né cái phần này ra. Còn về hình ảnh thì YouTube sẽ thông báo cho chủ của video đó là có người đang dùng video của chế này, chớ muốn làm gì thì em xử giúp cho. Cái này là tùy tâm trạng của con người bạn ạ. Nhưng mà nếu mình làm video không độc hại, còn giúp tăng độ phủ và độ nổi tiếng cho người ta thì trời ơi, người ta còn cầu trời khấn Phật cho bạn làm á. Ví dụ các video về truyền cảm hứng như thế này thì mình nghĩ là sẽ không bị dính chưởng. Đó là lý do vì sao nó có quá trời ở trên mạng luôn. Ok, khi mà mình đã rõ luật thì mình bắt đầu chơi game. Bước 1, chúng ta sẽ tìm ý tưởng cho video. Đối với video truyền cảm hứng thì bản thân người nói phải là người nổi tiếng hay là có uy tín thì nội dung nó mới thu hút và thuyết phục người nghe, đúng không? Chứ clip và bảy đầu ngõ sáng ra chém gió thì ai đâu mà click vô xem, đúng không? Ví dụ những video này của Oprah Winfrey, Elon Musk, Taylor Swift, Jordan Peterson hay là Steve Jobs, riêng cái sự xuất hiện của họ ở trong thumbnail hay là tiêu đề cũng đã tạo nên một cái sức hút cho video của bạn. Về dạng video này thì có hai kiểu. Một là bạn tập trung nhiều người cùng phát biểu về một chủ đề. Hai là bạn tập trung chính vào một người và ý kiến của họ trong một chủ đề. Thì trong video này, để hướng dẫn cho mọi người dễ nắm bắt và hình dung thì mình sẽ sử dụng ví dụ về nội dung tiếng Việt với người truyền cảm hứng soi sáng cõi lòng mình là thầy Giảng Tư Trung, là tác giả, doanh nhân và một nhà giáo dục mà mình cực kỳ ngưỡng mộ và hay theo dõi. Mình sẽ tìm ở trên YouTube xem video nào của thầy đang nổi nhất ở hiện tại. Thì các cái kênh YouTube Invest in Yourself có video về thầy này. Video này được đăng mới có 1 tháng thôi, nhưng mà lượt view đã lên tới 11.000, trong khi kênh này nó chỉ có khoảng 500 người đăng ký. Thì tiếng Anh nó gọi đây là information gap, có nghĩa nội dung được nhiều người quan tâm nhưng mà chưa được khai thác. Đó là lý do vì sao mà những kênh nhỏ nó có thể đạt được nhiều view như vậy. Thì mình sẽ chốt đơn và dựa vào bài thuyết trình này để làm video. Tóm lại, ở bước này có hai việc bạn cần làm. Một là bạn xác định ai là người nói. Hai là nói về chủ đề gì. Thì chủ đề đó chính là từ khóa của video mà sau đó mình sẽ dùng để đặt tên tiêu đề. Sau đó mình sẽ chuyển sang bước thứ hai, tìm nội dung video. Tất nhiên là mình không thể bơ nguyên xuyên một bài diễn thuyết 30 phút vào làm một cái video được, đúng không? Chúng ta sẽ lựa chọn những cái nội dung đắt giá nhất xoay quanh một cái chủ đề đã quyết định trước đó ở bước 1 để làm video. Chú ý là đạo đức hành ngữ cũng rất là quan trọng. Mình đừng có kiểu cắt chữ lấy câu rồi làm sai lệch thông tin của diễn giả, như vậy là không được. Nhưng mà thay vì mình phải ngồi nghe hết lại cái video rồi ghi chú lại chọn ra cái nội dung nào để làm clip, thì để mình chỉ cho các bạn một cách cực kỳ nhanh và cực kỳ dễ, chuyện gì khó đã có AI. Mình sẽ sử dụng website YouTube Transcribe. Bạn dán đường link video này vào là nó sẽ cho bạn nguyên một kịch bản của video luôn. Thì để tìm từ khó là bạn sẽ nhấn Control F cho bạn nào mà sử dụng Windows nha. Đối với video này thì mình sẽ tập trung vào ý về lãnh đạo và một khái niệm mà thầy đề cập cũng khá là hay, đó là lãnh đạo nhân bản. Thì mình sẽ tìm kiếm thử xem cái đoạn nào trong bài thuyết trình 30 phút đó mà thầy nói về cái chủ đề này. Xong thì mình đã có hai kết quả tìm kiếm.
thì mình sẽ tua lại nghe xem từ cái khúc nào mà thầy bắt đầu nói xung quanh cái từ khóa này. Ok, vậy là mình sẽ chọn từ đoạn nhà lãnh đạo cứ hỷ là chính mình ha. Và bước thứ ba, chỉnh sửa video. Trong bước này mình sẽ có rất là nhiều bước nhỏ khác nhau, như là cắt video như thế nào, tạo phụ đề ra sao, điều chỉnh và thêm hiệu ứng câu từ, hình ảnh nhạc nền như thế nào. Và cũng không quên có thêm những cái B-rolls, là những cái đoạn video mà mình lồng vào trong video chính để cho nó tăng thêm sự thu hút và tạo sự chú ý đối với khán giả của mình khi xem. Và sau những bước chi tiết trên đó thì mình sẽ bật mí cho các bạn một số điều cần lưu ý để có thể kiếm tiền từ việc làm video kiểu như thế này. Rồi, vào công chuyện luôn ha. Để edit video thì trước hết các bạn phải có cái video cái đã, đúng không? Nếu như bạn nào dùng trình duyệt Cốc Cốc thì mình có thể bấm download để tải video về. Còn nếu như dùng Chrome hay những cái khác thì chúng ta có thể sử dụng một cái website mà mình hay dùng là YouTube Downloader để tải video. Sau khi mình đã có video rồi thì mình sẽ up lên vết.io. Thì đây là một công cụ cực kỳ hữu ích cho bạn nào mà mới chân ướt chân ráo bước vào ngành editing, vì nó tích hợp những cái tính năng AI xinh xài giúp bạn edit không còn là nỗi lo, mà mình sẽ cho các bạn thấy ngay sau đây. Các bạn vào New Video, sau đó mình sẽ chọn là Create Project và tải Upload a File, là tải video đó lên. Thì bạn đã thấy video đã được cập nhật. Và chúng ta sẽ xác định được nội dung mà mình muốn khán giả xem nhờ vào YouTube Transcribe. Bây giờ chúng ta chỉ cần cắt đúng cái đoạn đó thì mình sẽ bắt đầu cắt từ khúc 18:07. Sau đó bạn sẽ quay lại vết.io, tìm đoạn bắt đầu, rồi nhấn Sleep là tách nó ra, xóa đi khúc đằng sau, rồi quay lại YouTube Transcript để tìm tiếp cái khúc kết thúc video. Thì mình sẽ kết thúc ở khúc 21, nói về mâu thuẫn nhưng mà thật ra thì không đó. Xong lại quay lại vết, tìm đoạn cuối ngay cái khung thời gian đó, nhấn Sleep, rồi xóa cái khúc đằng trước đi. Vậy là xong, chúng ta đã có một bản video thô chứa cái nội dung mà mình cần. Tiếp đến mình sẽ thêm phụ đề cho video. Thì bạn sẽ nhấn vào Subtitles, chọn Auto Subtitles. Lựa chọn ngôn ngữ của video thì mình sẽ chọn là tiếng Việt, Vietnamese. Nhưng mà nếu như bạn làm những ngôn ngữ khác đều được luôn, bởi vì AI mà mọi người cái gì cũng có hết. Xong bạn sẽ bấm là Create Subtitles và mình sẽ đợi một tí xíu. Và để dễ nhìn hơn thì mình sẽ chỉnh sửa một số kiểu dáng cho font chữ. Thì bạn sẽ bấm vào Style, chọn Font. Thì ở đây mình sẽ chọn Font Anton và chọn Size thì cỡ tầm 30. Sau đó mình sẽ chọn Effect. Thì ở đây mình sẽ bật cho Text Shadow là cái bóng chữ lên hết cỡ luôn. Tiếp theo mình sẽ muốn toàn bộ cái video này nó có một cái màu khác thì mình sẽ vào Filters, vào Color Grading là điều chỉnh màu á. Sau bạn sẽ chọn Clayton. Ok, xong. Vì nói thiệt là cái màu gốc của video này nó hơi kiểu hội thảo chính trị phòng họp rồi cả. Nó hơi kỳ với mình tí xíu. Thì mình sẽ quất luôn trắng đen cho thăm cùng bí xử. Còn cái này là tùy gu của mọi người nha. Bà con cô bác mà thấy màu mè hoa lá hẹ nào hợp mắt mình thì mình làm thôi. Tiếp theo là tới phần Edit Script. Thì công cụ vét này nó có một cái hay á, thì nó sẽ hiện script bên một góc của màn hình, thì mình có thể điều chỉnh theo ý muốn của mình và trong video sẽ tự động cập nhật luôn. Nhưng mà bởi vì là AI nó làm nên nó sẽ không tránh khỏi là sẽ lâu lâu có sai sót. Vì vậy chúng ta sẽ cần phải xem xét thử cái phụ đề đó nó đã dịch được đúng chưa, cái chỗ nào bị sai chính tả không. Ví dụ ở đây nó đang viết ho chữ hãy thì họ không có liên dài phải viết ho hết, nên mình sẽ chuyển sang chữ thường và mình sẽ nhấn Enter để cái câu mà nhà lãnh đạo cần phải này xuống dòng cho nó hợp lý hơn và sửa lại cái lỗi chính tả này thành quyền biến cho cụm từ đó lên thành một cái câu. Rồi bạn cứ kiên nhẫn mà kiểm sai chỗ nào thì sửa chỗ nấy, đừng có như mình có một cái video mà mình edit đến lúc 3 giờ sáng không biết sao lúc đó mắt nhắm mắt mở mình biết sai chính tả, sau đó mình phải đăng đàn xin lỗi cả nước, trời nhục lắm mấy bạn. Vậy nên cái khâu nào mà mình đăng video á thì mình phải kiểm tra lỗi chính tả cho thiệt là kỹ, thiệt là chắc ăn nha. Vậy để cho video nó được sinh động, kiểu truyền cảm hứng vào mọi người thì mình sẽ thêm nhạc nền cho video. Thì mọi người có thể trực tiếp tìm nhạc ở trên vết. Chúng ta có thể vào phần audio rồi kéo xuống stock music. Bạn chọn nhạc nào thì nó sẽ tự động thêm vào luôn. Còn đối với mình thì mình thích một sự đa dạng hơn. Mình sẽ tìm nhạc ở trên kênh Audio Library Plus này. Thì ở trên kênh này chúng ta có thể tìm các bài nhạc mà chúng ta tải xuống và được sử dụng hoàn toàn miễn phí luôn, không bị dính bản quyền gì hết. Thì mình đã chọn bài nhạc Nostalgic. Nghe cũng ok first.
nên mình sẽ tải xuống theo hướng dẫn ở bên dưới. Ok, bây giờ tới bước là mình sẽ thêm âm thanh vào đoạn các clip đó. Thì các bạn có thể vào audio, upload a file. Sau khi mà file audio được thêm vào clip á, thì mình sẽ điều chỉnh âm lượng nhỏ xuống tầm khoảng 20% để nó ở vào trong cái khúc dạo đầu và khúc cuối thôi. Có nhiều bạn làm video mà chạy nhạc nền cả cái video đều, thậm chí là còn rất là lớn, nó át luôn cả giọng nói, cực kỳ khó nghe luôn, nên điều đó là mình không khuyến khích ha. Tiếp theo mình sẽ thêm B-roll là những cái video mà mình lồng vào video chính. Ví dụ ở đây thầy nói cái cụm từ là rối loạn tiền đình thì tức là bối rối đúng không? Nếu như bạn nào có tiền dư giả thì có thể vào khoảng stock video của Vét để tìm hình ảnh video minh họ. Còn nghèo như mình á thì biết sale hân hạnh tài trợ chương trình này thì bạn có thể nhập cái từ là confused. Thì trên này nếu như bạn nhập bằng tiếng Anh á thì nó sẽ dễ tìm và có nhiều kết quả hơn là nhập bằng tiếng Việt. Vậy nó có quá trời video cho bạn theo hồ lửa thì mình sẽ chọn video này và nhấn tải về. Sau đó bạn sẽ vào media, chọn upload a file rồi tải cái file video hồi nãy lên. Thì mình sẽ kéo nó đến chỗ mà thầy nói về cái từ khó là rối loạn tiền đình. Ok, vậy là xong, bạn sẽ làm tương tự cho toàn bộ video. Chỗ nào mà bạn cảm thấy mình có thể tìm thêm hình ảnh hoặc là video minh họa rồi bỏ vô á thì các bạn cứ ráng chịu khổ tí xíu, chèn vào cho nó thú vị. Sau khi mình xong tất cả thì mình có thể nhấn export là xuất video này ra. Có một vấn đề khi tải video từ vet.io về á thì sẽ bị dính logo là cái watermark. Để giải quyết thì mình sẽ sử dụng một cái phần mềm edit quốc dân khép khít, một phần mềm chỉnh sửa miễn phí để chia cái watermark đó đi. Ví dụ thì mình sẽ nhập đường link hoặc là tài khoản ở kênh YouTube của mình chẳng hạn. Vậy là xong, mời bạn xem thử video này. Nhà lãnh đạo cứ hãy là chính mình, nhà lãnh đạo cần phải quyền biến. Rốt cuộc em rối loạn tiền đình luôn, rốt cuộc em cũng biết sao. Nhưng thật ra hai ông này không hề mâu thuẫn nhau nếu hiểu thực sự bản chất những gì em... Trong video này thì mình giới thiệu quy trình đơn giản cho các bạn, và ví dụ thì mình cũng dùng một cái video bằng tiếng Việt luôn. Nhưng mà mình thiệt tình á là khuyên các bạn làm luôn video bằng tiếng Anh đi các chế, bởi vì nội dung bằng tiếng Anh mà đã truyền cảm hứng thì nó có sẵn cực kỳ nhiều luôn và chất lượng rất là tốt. Đã vậy những cái người nói rất là nổi tiếng nữa, và đặc biệt á là nội dung bằng tiếng Anh thì bạn sẽ kiếm được nhiều tiền hơn. Nhưng mà dạng nội dung này nó đâu phải là quá hiếm đâu đúng không? Và để cạnh tranh tốt á thì bạn cần phải đầu tư nhiều hơn nữa theo các tiêu chí. Ví dụ là chọn diễn giả là những người nổi tiếng, nội dung phải hay, và đặc biệt là bắt trend theo xu hướng rất là tốt. Dành thời gian để edit cho hình ảnh nó chỉnh chu hơn, và đặc biệt á là thumbnail phải hấp dẫn. Như bạn có thể nhìn những cái ví dụ thumbnail ở đây, thường cái bí quyết của họ là cái gương mặt của người nói những điều đó và một cái câu rất là đặc biệt mà họ đã nói để khiến cho người khác tò mò và click vào xem. Nhạc thì tùy nội dung của mỗi video, nhưng mà thường để truyền động lực thì nó phải rất là mạnh mẽ và hào hùng lên, giống như kiểu vừa tập gym mà vừa nghe truyền động lực vậy đó. Và điều cuối cùng cũng là điều quan trọng nhất mà mình muốn nói với mọi người á, là chúng ta cần phải thật là kiên trì và đăng video thường xuyên. Bởi vì không có ai tự dưng mà giỏi, mà cũng chẳng ai không đâu mà giàu, trừ khi mà bạn trúng số. Mà tỷ lệ trúng số xong nghèo lại nó cũng cao dữ lắm. Nên nói chung á thì chúng ta phải có cố thì nó mới có. Vậy nha. Và nếu như bạn cảm thấy video này hữu ích, có thể cho mình một like. Và các bạn nào muốn tìm hiểu thêm cách làm video YouTube để kiếm view ngoại thì có thể tham khảo video này của mình ha. Bye bye mọi người, hẹn gặp mọi người trong những video sau.